danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Cô chào mừng các con đã đến với tiết tự nhiên và xã hội của bộ sách cánh diều lớp 1. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau đến với bài 21 thời tiết. Các con ơi, trong đời sống của chúng ta, thời tiết luôn thay đổi theo thời gian, theo mùa. Vậy là những hiện tượng như thế nào? Cô trò chúng ta hãy cùng nhau vào bài tập số 1 nhé. Hãy nói về thời tiết ở mỗi hình dưới đây. Các con hãy quan sát cho cô 6 bức tranh và hãy nêu hiện tượng thời tiết của mỗi hình nhé. Bức tranh số 1 là bức tranh hình vẽ ông mặt trời chiếu ra những tia nắng rực rỡ và bạn nhỏ của chúng ta cầm ô để che cho đỡ nắng. Vậy bức tranh thứ nhất vẽ về hiện tượng thời tiết trời nắng. Các con quan sát cho cô bức tranh số 2. Các bạn nhỏ chừa đá bóng thì ở trên trời xuất hiện nhiều mây đen kéo đến đúng không nào? Vậy thì hiện tượng thời tiết ở hình số 2 đó chính là hiện tượng gì các con nhỉ? À, đó chính là hiện tượng trời nhiều mây đen xám xịt, có thể do trời sắp có cơn mưa. Bức tranh số 3, các con quan sát được gì nào? À, cô bạn nhỏ này, gió đã làm thổi bay tóc của bạn nhỏ, phải không? Đó chính là hiện tượng gió. Ở bức tranh số 4, hai bạn nhỏ phải mặc áo mưa. Vì sao các con nhỉ? À, bởi vì là trời mưa. Bức tranh số 5, các con thấy trang phục của hai bạn là trang phục mùa hè, mặc áo cộc tay. Trên tay bạn nhỏ cầm chiếc quạt và các bạn ăn kem. À, hai bạn cảm thấy thời tiết rất là nóng đúng không nào? Và đây chính là hiện tượng trời nóng. Ở bức tranh số 6, cô tin rằng các con sẽ trả lời được phải không? Đó là hiện tượng trời rét, đó những là cơn gió thổi mạnh, kèm theo đó là không khí lạnh. Các bạn phải mặc trang phục ấm như là áo khoác, găng tay, giày, mũ để làm ấm cơ thể. Qua 6 bức tranh trên, các con cho cô biết bầu trời và quang cảnh xung quanh khi trời mưa có gì khác so với trời nắng? À, bầu trời và quang cảnh xung quanh khi có trời nắng thì có mặt trời chiếu sáng và bầu trời trong xanh, nắng chói chang. Còn trời mưa thì bầu trời âm u, tối và có mưa. Vậy câu hỏi số 2, dựa vào những dấu hiệu nào mà em biết trời có gió, gió mạnh hay gió nhẹ? À, dấu hiệu khi trời có gió đó chính là các đồ vật xung quanh chuyển động. Các đồ vật chuyển động càng mạnh thì gió càng mạnh và ngược lại. Câu hỏi số 3, khi trời nóng hoặc khi trời lạnh, em cảm thấy như thế nào? À, chắc cô tin rằng các con sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Khi trời nóng, làm cơ thể toát mồ hôi và cảm thấy nóng bức, khó chịu. Khi trời lạnh, chân tay của chúng ta sẽ lạnh cóng. Chúng ta hãy cùng nhau nói về hiện tượng thời tiết nào các con. Cô tin chắc rằng các con đều có câu trả lời cho câu hỏi này đúng không nào? Đây chính là trời nắng. Khi có những cơn mưa, có mây đen,
âm u kéo đến, đó chính là trời mưa. Vậy thì các con hãy quan sát bầu trời và quang cảnh xung quanh, rồi hãy trao đổi các bạn về thời tiết ngày hôm nay nhé. Các con thấy đấy, có những hiện tượng thời tiết khác nhau như nắng, mưa, nóng và lạnh. Có rất nhiều thời tiết khác nhau, vậy thì trang phục phù hợp với thời tiết cũng sẽ khác nhau phải không các con? Cô trò chúng ta cùng nhau sang hoạt động 2, trang phục phù hợp với thời tiết. Các con sẽ sử dụng những đồ dùng nào dưới đây cho phù hợp với thời tiết nắng, mưa, nóng và lạnh? Hình ảnh thứ nhất là chiếc kính râm. Hình ảnh số 2 là chiếc áo phao, khăn len. Hình ảnh số 3 là chiếc áo cộc tay. Hình ảnh số 4 là một chiếc mũ đội đầu. Hình ảnh số 5 là một chiếc áo mưa. Hình ảnh số 6 là một chiếc ô. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các con nhé. Đầu tiên là chiếc kính râm. Chắc chắn rồi, chiếc kính này sẽ phù hợp với thời tiết nắng. Các con thấy đấy, khi bầu trời nắng sẽ có rất nhiều tia nắng và khi chúng ta ra ngoài đường, chúng ta cần thêm một chiếc kính râm. Chiếc áo phao và chiếc khăn sẽ phù hợp với thời tiết lạnh để giúp giữ ấm cho cơ thể của chúng ta không bị lạnh. Chiếc áo cộc tay sẽ phù hợp với thời tiết nắng để làm cho cơ thể của chúng ta mát. Chiếc mũ sẽ phù hợp với thời tiết nắng để giúp chúng ta đội đầu. Chiếc áo mưa sẽ phù hợp với thời tiết mưa hoặc mưa. Chiếc ô sẽ phù hợp với thời tiết mưa hoặc nắng. Các con có trả lời đúng hết được không nào? Cô khen các con. Chúng ta hãy cùng nhau sang hoạt động số 3, sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết. Các con hãy nhìn vào trong hình và cho cô biết thời tiết vào lúc bạn An tan học so với lúc đi học thay đổi như thế nào. Đây là lúc bạn An đi học các con nhé. Mẹ đã dặn bạn, An ơi, con nhớ mang áo mưa đi nhé. An trả lời mẹ, trời không mưa mà mẹ. Mẹ của An nhắc nhở, mẹ nghe dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa. Và các con hãy xem chuyện gì đã xảy ra. À, khi lúc An tan học thì trời đổ mưa phải không nào? May quá, mình mang theo áo mưa. Vậy thì thời tiết lúc bạn An đi học thì thời tiết trời còn nắng. Lúc bạn tan học thì thời tiết đổ mưa phải không nào các con? Qua bức tranh trên, các con cho cô biết nếu An không nghe lời mẹ thì điều gì sẽ xảy ra? À, chắc chắn rồi, nếu An không nghe lời mẹ mang áo mưa đi học thì lúc về bạn An đã bị ướt phải không nào các con? Việc mẹ của bạn An đã theo dõi thời tiết hàng ngày nên đã biết trời sẽ mưa. Vậy các con cho cô biết việc theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày có lợi ích gì? Và các con hãy nêu cho cô một ví dụ. Việc theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày giúp chúng ta biết được thời tiết mưa, nắng, nóng, lạnh để chúng ta mang trang phục phù hợp. Chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Dự báo thời tiết chiều nay sẽ có mùa đông bắc, gió mùa đông bắc làm cho trời trở lạnh. Bạn Hà xem dự báo thời tiết
và trước khi đi học có mang áo ấm, nên chiều tan học bạn Hà không bị lạnh. Các con có thể lấy nhiều ví dụ hơn nhé. Các con hãy dựa vào bảng dự báo thời tiết sau. Nếu đến Hà Nội hoặc Đà Nẵng vào những ngày dưới đây thì các con cần chuẩn bị gì? Đây là dự báo thời tiết những ngày sắp tới của hai địa điểm Hà Nội và Đà Nẵng. Thứ Bảy Hà Nội sẽ trời rét, Chủ Nhật thì sẽ có mưa nhỏ. Đà Nẵng vào thứ Bảy nắng nóng và có mưa. Vậy các con sẽ lựa chọn trang phục và cần chuẩn bị những gì? Các con hãy chia sẻ với người thân trong gia đình của mình biết nhé. Đến với câu hỏi hoạt động tiếp theo, các con có thể biết thông tin dự báo thời tiết bằng những cách nào? À, có rất nhiều cách phải không? Các con có thể xem thời sự hoặc xem trên những thiết bị truyền thông như điện thoại, máy tính, đài. Câu hỏi số 2, hãy lập bảng theo dõi thời tiết trong một tuần theo mẫu dưới đây và chia sẻ kết quả với các bạn nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các con hãy ghi nhớ cho cô, thời tiết thay đổi hàng ngày, chúng ta cần theo dõi dự báo thời tiết và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe của chính chúng ta nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các con vào các tiết học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.